Huy các bạn trở lại với chuyên mục xe hơi. Và bên cạnh đây là mẫu xe duy nhất của Honda được lắp ráp tại nhà máy ở Vĩnh Phúc. Honda City hiện nay đang được sản xuất và bày bán với hai phiên bản chính là Honda City Top và Honda CVT CVT. Mức giá niêm yết của hai mẫu xe này lần lượt là 599 triệu đồng và 559 triệu đồng, bao gồm 6 màu sắc cơ bản và phổ thông đa dụng nhất có thể kể đến là trắng và màu đỏ bên cạnh đây. Honda City là chiếc xe duy nhất được hưởng lợi từ chính sách giảm thuế trước bạ 50% nếu như nó được áp dụng trong thời gian tới. Và cùng xem thì cái mẫu xe này cụ thể thì giá bán khuyến mại cũng như là cái mức giá làm bánh mới mà Honda City sẽ được áp dụng trong thời gian tới nếu nghị quyết giảm thuế 50% được thông qua. Về hai mẫu xe thì hiện nay cái mức giá khuyến mại dành cho hai phiên bản đều giống nhau tại thời điểm ngày hôm nay là ngày 27/5, và chương trình áp dụng đến hết tháng 5 này là đang khuyến mại tổng giá trị tiền mặt phụ kiện có thể lên đến 60 triệu đồng. Tuy nhiên thì sang tháng 6 tới đây rất có thể cái mức khuyến mại sẽ giống như các tháng khác và đa phần sẽ co lên một chút. Vậy thì cùng xem thì với cái mức khuyến mại hiện nay, cái mẫu Honda City này đang có cái mức lăn bánh ở thị trường tỉnh, cụ thể là tại ở Bắc Ninh. Hiện nay nếu như được áp dụng thông qua chương trình giảm thuế trước bạ thì Honda City sẽ được hưởng lợi thuế với cái mức giảm dao động từ 27 triệu đến 30 triệu đồng tiền thuế trước bạ. Đây có thể nói là tin vui cho những khách hàng có nhu cầu mua xe trả góp hay mua xe lần đầu với lựa chọn an toàn cho Honda City. Cụ thể thì cái mức giá lăn bánh hiện nay cho hai phiên bản ở phiên bản tốt cao cấp nhất thì chúng ta sẽ mất từ 650 đến 660 triệu đồng, và sau giảm thuế thì chúng ta sẽ được 30 triệu là 620, chưa bao gồm khuyến mại cụ thể tại thời điểm. Ví dụ như trong tháng 5 này với khách hàng lăn bánh Honda City chúng ta chỉ mất 580 triệu đồng là có thể lăn bánh chiếc City với cái mức giảm thuế nếu được thông qua. Và Honda City CVT thì chúng ta sẽ trừ đi 40 triệu đồng chênh lệch, tức là chỉ có động 540 đến 550. Tin vui thì khách hàng trả góp thì số tiền tối thiểu của khách hàng bỏ ra khi sở hữu Honda City chỉ mất từ 153 đến 160 triệu đồng cho hai phiên bản, và với mức vay tối đa như vậy thì khách hàng sẽ trả dao động từ 7,5 triệu đến 8 triệu đồng một tháng cả gốc cả lãi. Cụ thể thì về chương trình khuyến mại theo thời điểm và cũng như là màu sắc khách hàng lựa chọn, khách hàng có nhu cầu tư vấn sản phẩm, review, báo giá hay cần những thông tin mới nhất cập nhật về xe thì vui lòng comment ở dưới, liên hệ trực tiếp với mình qua online đang định làm trong video. Mình đã có một video review khá chi tiết về Honda City trên channel, quý khách hàng có thể xem lại. Video ngắn thôi, rất mong quý khách hàng like, share và subscribe ủng hộ để tiếp tục cập nhật những cái thông tin mới nhất dành cho nhu cầu mua xe của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.